lên đi đã em. Tự nhiên tôi hết hồn rồi. Đứng lên ngồi là thua. Ngồi là thua nghe. 1, 2, 3 vô. Tiếp tục. Bạn nào xuống là thua liền, ngồi là thua. Chọn như ra. Nói tiền trời rồi. Xuống nhẹ. Em có học võ không cơn? Ông chừng có nắm sau đầu bạn vậy. Wow. Chúc mừng và chiến thắng thuộc về trường Trung học phổ thông Long Hiệp Mãi Đường. Thôi đó mấy bạn. Trần tự hào về hậu giang của mình nha. Hậu giang thích thức trên hài đồ bước ra té thua luôn. Ga luôn các bạn, ga luôn nè. Trường Trung học phổ thông Long Hiệp, bạn nào chơi ga cầu anh cho mình chơi tiếp tục nè. Lên luôn ga cầu. Rồi ga cầu lại. Bạn nào chưa chơi lên cầu mình chơi. Bạn nào chưa chơi ga cầu, chưa chơi ga cầu nè. Nhanh lên nhanh lên. Trường Trung học phổ thông Long Hiệp ơi, mấy bạn nữ ơi, trường của mình ngày hôm nay còn có hỗ trợ hồ bơi nữa các bạn. Bạn ở bên hồ bơi tập trung bên hồ bơi giùm anh nha. Rồi chuẩn bị nè, rồi ga luôn. Anh cho mấy bạn chơi thêm một lượt nữa, sẽ có xin các hỗ trợ cho mình chơi nha mấy em. 1, 2, 3, vô. Xin được tham quan trường đoạn đồng quanh Quốc Đạt, trường Trung học phổ thông Đông Đông Châu đã có mặt tổng đề, rất vui khi được đồng mà gặp gỡ. Và cũng nên xin được chào mừng tất cả quý thầy cô, tất cả học sinh đến từ trường Trung học phổ thông Đông Châu đã có mặt tổng đề. Xin mời tất cả bạn cùng nhau di chuyển một bàn chuẩn bị tham gia trò chơi nha. Ủa, đội bên đây chiến thắng rồi, bạn nào chưa chơi ga chơi em được đó nè. Mấy bạn nữ có phao còn ga chơi luôn đi em. Có phao rồi. Được, em ga đi té xuống mưa, các bạn nam sẽ hỗ trợ em vào bờ. Ga chơi đi cưng. Rồi, lớp 12 luôn luôn là những lớp có nhiều kỷ niệm nhất ha. Khánh Hoàng sẽ được mời đoàn của anh Hậu du lịch Bảo Hưng khoảng đúng 11:10 cùng nhau di chuyển về bàn mình dùng tiệc nha cả nhà. Xin được mời đoàn của anh Hậu du lịch Bảo Hưng đúng 11:10, xin mời anh chị cùng nhau di chuyển về bàn mình chuẩn bị dùng tiệc ha. Rồi các cậu đó các bạn, lớp 12 rồi nè, trời cuối cấp rồi, tranh thủ mình chơi. Em có còn nhiều thời gian gặp nhau trên ghế nhà trường ở đâu mấy em. Năm sau là các bạn lên đại học hết trơn rồi, cùng nhau mình theo đuổi ước mơ và cũng như là sự nghiệp của mình nữa. Rồi các cầu nè, bên đây mình ra luôn mấy em. Nhanh lên. Anh cho mình chơi để hình ảnh lại cho trường của mình nè. Rồi, thành viên đầu tiên chơi bạch màu trắng giùm anh luôn các bạn. Ok chưa? Muốn chơi trò chơi nào liên hệ anh Khánh Hoàng cho mình chơi nha. Hoặc là anh MC nào đang có mặt tại sân khấu có việc liên hệ, các anh sẽ hỗ trợ cho mình chơi. Rồi chuẩn bị đứng lên chơi nha. 1, 2, 3, lên luôn. Đúng rồi. Ga luôn nào. Chô. Tiếp tục. Sao lượt nào anh qua bên kia tổ chức cho mình chơi vài trò chơi nữa được không? Chơi đó các bạn. Ông chồng quá trời rồi. Lọt xuống môn luôn. Tiếp tục. Mang xuống nhà đi. Bạn này là thầy hay là học sinh vậy? Hả? Học sinh đó hả? Ồ, là chờ. 1, 2, 3 vô đẩy bà. Anh Khang em đang chỉnh chạp đó. Khang hỗ trợ kỳ kỳ bé. Kỳ qua hậu bông đào vô kìa. Rồi, bông đào vô vào đi bông đào. 1, 2, 3 lên. Tiếp tục. Trời, dễ thương quá rồi. Xuống bông luôn. Tiếp tục. Ok, xuống nhà. Hai điểm ba đi can đảm quá ha. Sao anh phóng xuống một cái đùng vậy con? Mấy bạn trong bờ chơi nữa không? Đang đấu thêm lượt nữa nè. Còn cả phía sau mình chơi. Chơi không lên cầu mình chơi, nhanh lên các bạn. Anh chị đã vào ông đề rồi, mình thoải mái giùm em cả nhà. Cùng nhau tham khảo menu giùm em, có nhiều món ăn ngon lắm anh chị. Có tờ lẩu nè, những món ăn đó chính là rổi đồ nữa. Đặc biệt còn có bánh xèo, bánh khọt mà ngăn đảm bảo ăn một lần là ghiền luôn. Đã ăn bánh xèo tại ông đề là mình sẽ nhớ hoài luôn nha cả nhà. Rồi, mấy bạn ơi cùng nhau ra phía sau đi, cho mình chơi phía sau ha. Rồi những bạn nào muốn được tham gia trò chơi nữa, cùng nhau ra phía sau, tiếp tục đồng hành trò chơi cùng Khánh Hoàng. Khánh Hoàng xin được trân trọng kính mời. Ra phía sau chơi luôn. Hả? Anh được bảo trì giúp cho mình chơi ha. Rồi ra phía sau trước nha, giúp cho mình chơi. Tiếp tục. Okay. Và lúc này chúng tôi xin mời tất cả bạn đến trường Trung học phổ thông Long Hiệp cùng nhau tập hợp với những người mà tham gia chương trình tiếp theo nha. Anh chị trên cầu ơi, đứng đi em cho mình chơi này cả nhà. Và xin mời anh chị cùng nhau đứng với giùm em, chơi lên thì nó hao áo đâu. Dạ rồi đồ của chị Châu ơi, mình đây có bạn đây không cả nhà ơi.
Đồng với chị Châu đội số 1, đội số 2 cùng nhau di chuyển lên cầu lắc tim cho mình chơi luôn nè. Rồi, đồng chị Châu đội số 1, đội số 2 cùng nhau di chuyển về cầu. Em cho mình đấu luôn nha. Xin lỗi anh chị phải đi đợi anh chị để lâu. À, mình cùng nhau di chuyển lên cầu đi, em cho mình chơi luôn. Đồng chị Châu đâu? Lên cầu đi anh. Cầm máy, kìm chị. Dạ rồi, ra đi cả nhà. Dạ rồi, chồng chị Châu lên cầu đi cho mình chơi nè cả nhà. Chị Châu là chị nào? Chị luôn đó hả? Quá đẹp chị của em. Chị có chơi luôn không? Dạ rồi, đợi chị Châu lên cầu đi cho mình đấu. Khánh Hoa xin được mời đoàn Quên Quất Du lịch Việt Sinh cùng nhau tập hợp về sân khấu như nha cả nhà. Một lần nữa tôi được mời tất cả chị đến từ đoàn Quên Quất Du lịch Việt Sinh cùng nhau di chuyển về sân khấu, chuẩn bị đồng hành để chơi cùng với tất cả bạn si ha. Rồi, cảm ơn nhà rất là nhiều. Dạ rồi, đội số 1, đội số 2 ra cầu cho mình chơi nha. Lên luôn đi anh. Còn chị Châu qua cầu mình chơi. Đều có mình tới từ tỉnh thành nào? Sài Gòn. Dạ rồi, ba dừng em đi cả nhà. Đều có mình đi theo công ty đi cho gia đình kiện chị. Công ty ha. Dạ rồi, ba dừng em luôn nha. Di chuyển ra đi cả nhà. Giám đốc của mình là chị Châu đúng không? Hả? Xíu của mình ngày hôm nay là ai vậy chị Châu? Là chị luôn đó hả? Dạ rồi, ra đi cả nhà đi cho mình chơi. Dạ rồi, chương trình tuyển sinh ơi, cùng nhau tập hợp, mình sẽ có chụp hình trước mình chơi liền nha cả nhà. Từ từ anh ơi, từ từ. Ôi Trịnh Thanh chơi cái thằng tài ông đĩa chị nè. Tiếc Vương không? Bên trong ca nữa, bên trong ca nữa. Chương trình tuyển sinh ơi, cùng nhau tập hợp với anh dùm em nha. Còn là chị Châu ơi, cùng nhau ca cầu đi cả nhà. Mượt lúc bên đây nó cũng cạn chứ không sâu đâu, khoảng 1m3, 1m4 thôi. Sao vậy chị? Dạ rồi, anh Cường đi, anh Cường có cầu màu đỏ giùm em nha. Chờ anh Cường từ từ thôi, chưa có chuẩn Cường té. Rồi ra đi cả nhà. Du lịch Việt Sinh đi chuẩn bị mình chơi luôn nha cả nhà ơi. Đoàn của anh Cường này chơi chúng đội bạn được không? Chơi chúng đội bạn nha. Rồi vậy công ty của mình tập hợp hết cầu màu đỏ giùm em đi. Du lịch Việt Sinh cùng nha tập hợp lên cầu một tiếng cho mình chơi. Chơi chúng đội bạn nha anh chị. Rồi lên cầu em cho mình chơi nè, ra đi cả nhà. Nó khô rồi đó anh. Rồi trời nước tụi chưa cuốn xuống đó. Sườn sơn này chưa khô, sơn nó khô bởi cầu em bị ướt nha. Dạ rồi, nước mưa á anh qua đây luôn đi anh hộ. Đồng chứ là kỳ sinh này, đại khách mà chút xíu xin được nè cho mình chơi. Cái mà áo đỏ ơi, cho anh chị chơi riêng một chặng giùm anh trước được không? Đấu nội bộ trước một chặng, cái rồi cho mình chơi chung. Cho em mượn cầu lại nha. Năng lời lý tặng chị có nơi bộ một chặn thông cảm giùm anh. Ra đi chị ra luôn. Ra đi cả nhà, anh để có kính trên bờ đi anh. Anh đừng liễn lên nghe gãy đó. Anh chị vào trong nè. Ra nữa giùm em. Ra luôn trời ơi, chị không biết bơi. Té xuống nó thẳng chứ là được á chị. Thấy ghét không? Rồi ra nữa là cả nhà di chuyển cái giùm em luôn nha. Dạ rồi, chia đều thì em là được, chia đều thành viên là được với cả nhà, không sao. Nghe kỹ luật chơi nè, khoan hả nhúng cho cả nhà. Nam thì có nam là mà không được dùng tay. Nhạc vang lên lắc qua lắc lại cái cầu giùm em. Thành viên đầu tiên nhà luôn dùng bờ vai để bạn xuống luôn nha. Trường trung học phổ thông Long Hiệp với em vui chơi tự do thì anh đến em chơi cẩn thận từ từ. Một, ai chơi đó không cả nhà, em cho mình đấu luôn. Giờ chuẩn bị. Rồi đứng lên đi chè, đứng lên. Sau lần này các bạn biết chơi tiếp tục. 1, 2, 3, vô. Đừng quên sẽ đón các bạn phía trước là chị Sơn Điện. Các bạn đã biết chơi cho các chị gia đình Việt Sơn ha. Chô. Wow. Xuống nhà, hai chị đi xe nhiều nằm hả vợ? Ôi là chờ khách hàng thân thiết của Phương Trang cái gì chờ. Đứng lên mấy lượt anh chị. 1, 2, 3 lên luôn. Số này mấy nhà. Công ty đi lên mãi đỉnh, come on lên nào. Go. Quên quên thích gì để từ công ty mình đã có mặt lại làm du lịch sinh thái ok. Trường trung học phổ thông Long Hiệp chưa tự do cảm tạo nhìn anh đến em. Phía bên kia là còn được hỗ trợ hồ bơi nữa nha. Làm khách sạn trước khi xuống hồ bơi nhìn anh. Tiếp tục. Xuống nhà. Ủa chừng anh định chừng nào nảy vậy? Nảy giùm em đi anh, để tay phía sau anh dùng bờ vai nảy vào xuống mương. 1, 2, 3 vô nảy bạn. Đúng rồi. Wow. Cả công ty tự hào vậy anh. Xuống nhà. Ai giật tiền ai? Hai anh chơi em tưởng nó đóng phim mà. Dòng máu anh hùng không đó.
phúc dữ rồi, lên đi chị, tới thời của chị rồi nè. Phan phúc nhẹ từ từ của tôi nghiệp bà chị ấy kìa. Ô là trời. Đứng lên đi chị đẹp, đứng lên đi chị, đứng lên, chị được dùng tay, gì mà chị đứng lên. Đứng lên chị, té xuống thẳng chân lên nước cạn chị, 1, 2, 3 vô. Lên lúc nào. Con đi lên sau được này, tập trung vào phía trước mình chơi nha. Tiếp tục. Go. Du lịch thì sẽ được phần dòng hành đầu chân của các đoàn. Ra luôn. Come on. Wow. Cố lên nam. 1:24 gì nè. Tiếp tục ra nữa. Phan xuống nhà. Ủa là trời, anh trai của em quá ngầu kìa. Anh đi tắm biển quá dạ. Còn bản chương trình lấy nằm thưởng thụ. 1, 2, 3 vô tiếp tục. Nhân vật nổi tiếng trong phim của Lâm Tuấn Anh nè. Phương Thi trỗi dậy. Đẩy đi anh. Anh trai tôi nhảy hộ quá ha. Tuyệt vời. Xuống nhà. Tới thời của chị nè chị ơi. Gần tới thời của chị em rồi. Tới lớp chị tỏ bán rồi. À sao anh của em vậy? Anh Cường ra chơi gì bà kìa. Anh Cường đó rồi. Tới Cường nè. Chị ơi nhận nhận với Cường nha chị. Trần Lương Thắng 13 năm nay nha. Có hay không ở giây phút này nè. Chị được chung tá chị đó với anh Cường. Rồi gì mà chị đứng lên. Đứng đi qua hậu. Đứng lên chơi. Xong buổi này gặp chú mình chơi. Đứng lên đi chị đẹp. 1. Rồi Phan Kiều đứng trên trang ra. Đây chị vô bò luôn. Chị vô bò đi. Rồi cố lên. 1, 2, 3 vô. Đầu có một cái gọn gọn không á. Cố lên cả nhà. Rồi anh đã lấy một bia gì nè. Hút cho. Lên đi anh nhào vô đẩy. Không cần hút nhà. Sao dùng tay dùng anh Cường quên dễ. Chẩn điện anh Cường bay một cái vèo 3 mét luôn. 1, 2, 3 tiếp tục lên lúc nào. Tất cả các bạn đến từ trường trung học cơ sở vị thủy 2. Chào các quân chuẩn bị tham gia được chơi. Tập hợp và sân khấu với em. Chuẩn bị đồng hành được chơi cùng với siêu hàng khác nha. Lên nào. Các bạn đến từ trường trung học cơ sở vị thủy 2 không được xuống nước trước. Tập hợp và sân khấu dùm anh. Bạn nào không thấy lỗi với hoa mặt vô dùm anh nha. Ok. Chúc mừng đội chiến thắng là đội bên đây nha cả nhà. Tuyệt vời. Anh chị ơi cùng nhau gặp chút giùm em nè. Xin được mời tất cả anh chị đến từ đoàn Quân Cường cùng nhau tập hợp gặp chút giùm em. Du lịch Việt Sinh cùng nhau tập hợp gặp chút luôn nha cả nhà. Mình tham gia một vài trò chơi tặng quà cho mình nha. Xin được trân trọng kính mời. Xin được mời tất cả anh chị đến từ công ty Yên Ngân. Xin chào quý vị, tất cả các anh chị đến từ du lịch Việt Sinh cùng nhau tập hợp gặp chút giùm em luôn nha. Đoàn Quân Cường cùng nhau tập hợp về sân khấu chụp ảnh lưu niệm, chuẩn bị đồng hành đội chơi của cái siêu hoàng phát nha các bạn. Tất nhiên mình không được tự tiện xuống mương nha. Lên chụp hình trước đợi anh chút xíu, tại vì các bạn nhiều khi những bạn không đủ chiều cao, mực nước nó cũng hơi sâu với em chút xíu nha các bạn. Phải tổng kết số lượng lại, bạn nào biết loại bạn nào không, để biết em tổ chức đội chơi dành cho mình phù hợp nhất có thể trong ngày hôm nay. Xin được mời tất cả anh chị đến từ Tài Thành Phát cùng nhau tập hợp bên cầu màu xanh giùm A này giùm em ha. Các bạn ơi, cho anh mượn cái cầu lại được không cả nhà? Em cho hai đội đấu một chút xíu nữa em trả cái cầu lại cho mình ha. Rồi, xin mời tất cả anh chị đến từ Tài Thành Phát cùng nhau tập hợp lên cầu màu xanh. Anh chị đến từ công ty Yên Linh cùng nhau tập hợp về cầu màu hồng giùm em nha cả nhà ơi. Rồi. Đoàn chị Châu ơi, cùng nhau tập hợp cho phía trước nè anh chị, cho mình chơi phía trước nè cả nhà. Phía trước sẽ có những trò chơi phù hợp và đặc biệt vui hơn dành cho mình luôn ha. Đồng chị Châu lên mình kia nè anh chị. Rồi lên lại giùm em đi cả nhà. Đồng chị Châu và anh Cường cùng nhau lên cầu màu hồng giùm em. Tài Thành Phát ơi cùng nhau ra giùm em đi anh chị. Chị em nhìn mấy anh thôi là thấy là Tài Thành Phát rồi đó. Quá quy mô rồi. Anh ảnh nó như dạng Lý Trường Thành chị Trần. Bự bự không vậy. Anh qua bên cầu màu xanh giùm em nè. Qua bên cầu màu xanh nè. Công ty lên mình ngày hôm nay gặp đúng đối thủ rồi nghe. Cử mấy anh bự nhất cho mình chơi chung. Chị Châu ơi lựa cho em những cái thành viên nào mình cộm cá nhất cho chơi đi chị. Rồi ra luôn. Rồi ra đi cả nhà.
là trường trung học cơ sở Mỹ Tiến 2 cùng nhau di chuyển vào sân khấu chụp hình. Nam ngồi phía trước, nữ đứng phía sau giùm anh. Một lần nữa xin mời tất cả học sinh đến từ trường trung học cơ sở Mỹ Tiến 2 cùng nhau tập hợp vào sân khấu chụp hình. Đoàn của mình khoảng hơn 20 trang hàng, hơn 100 bạn học sinh lặn mình tranh thủ giùm anh nha. Rồi, ra đây anh chị. Anh Cường trong mấy hàng trước giùm em được không? Rồi xếp của công ty mình nè, rồi ra luôn. Rồi Tài Thành Phát lên cùng nhau ra cầu luôn đi anh. Xin mời tất cả chị đến từ công ty Thiên Linh cùng nhau tập hợp các cầu giùm em luôn nha. Rồi các cầu đi cả nhà. Mình khoan hả nhúng nha anh chị, khoan hả nhúng nha, từ từ mình khoan hả nhúng. Cẩn thận giùm em. Hổ chân, té một cái bụp. Các cầu chơi. Rồi mỗi bên cử giùm em tổng cộng là 2, 4, 6, 8, 10. 12 thành viên dành cho mỗi đội nha cả nhà ơi. 12 người dành cho mỗi đội nha. Cho mấy chị đẹp em ra chơi luôn cũng được. Mấy chị nữ khi đối với nam, mấy chị sẽ được dùng tay ưu tiên mấy chị của em. Được không? Nam đối với nam không được dùng tay. Tay để phía sau, dùng vai, dùng ông nảy bạn xuống mương nha. Công ty Thiên Linh ơi, Tài Thành Phát ơi, hai đội chơi sẵn sàng chưa nào? Chuẩn bị, đội này Thắng Khánh Hoàng quyết định là lột vàng tặng cho anh chị luôn nha. Nó dốc là bên đây suốt đời. 1, 2, 3, vô. Anh Cường đuối cái gì rồi? Tiếp tục, còn nghĩ mệt, em xuống bên đây nha. Châu, chị Châu lên chơi luôn không? Lên luôn cả nhà. Wow, tiếp tục. Chào mừng tất cả chị đến từ Thiên Linh đến với Nằm Tổng đây. Và cũng như rất là vui được chào mừng tất cả chị đến từ Tài Thành Khánh luôn nha. Tiếp tục, hai anh chơi nhào vô dùng bò ba đĩa xuống mương chị em. Dùng ba đĩa bạn xuống mương. Xin mời tất cả bạn đã được dùng chung vào cơ sở tư là vị trí 2, tập hợp về cầu, ổn định vị trí, chuẩn bị. Còn và là tổ chức số lượng, không bao giờ cũng làm luôn nha. Ok, lượt đầu tiên chiến thắng thuộc về công ty Thiên Linh 1-0. Lên cầu đấu thêm lượt nữa giùm em ha. Chúc mừng cơ sở Mỹ Thủy chuẩn bị mình tham gia trò chơi với mấy em. Tập hợp tài cầu chụp hình trước giùm anh nha. Rồi lên cầu em chung đấu thêm một lượt nữa nè. Rồi công ty Thiên Linh ơi, cùng nhau lên cầu em chung đấu thêm một lượt nữa. Anh chị đã từng tập thành phát cùng nhau ra cầu giùm em luôn. Hình như là đoàn của mình có bắt cá đúng không? Dạ rồi, mình cho một cái lượt bắt cá luôn nha. Đoàn của mình có không chị ơi cho? Bắt xong rồi hả chị? Rồi cái năng cho mình cho luôn này, bắt chín hết cá luôn không? Còn một con chị cứ dùng phóng xanh đi chị. Chạy đi ra cầu cho mình đấu lại nữa. Thiên Linh lên cao cầu để cho mình đấu thêm được cái này Thiên Linh. Dạ rồi, ra cầu lại lượt cái giùm em nha. Cho anh Cường lên với Đen Cường. Dám đấu thêm được cái Đen Cường. Anh Cường đuối rồi. Còn vào Quân Cường hôm nay chính là một hộp salon bát nha. Rồi ra cầu đấu thêm lượt nữa. Chơi lượt này mình chơi thêm lượt chung kết để tặng quà cho mình luôn được không? Rồi anh chị đến từ coi như là tập thành phát bắt cá trước. Khi nào bắt cá xong mình qua mình chơi tiếp tục nữa. Này, đứng lên. 1, 2, 3, vô, vô con lên nào. Wow, Châu, cảm giác từ từ. Thiên Linh mạnh định, Tài Thành Phát thành phố. Lên là Châu. Tiếp tục nào lên nào. Ta chưa có tự hào với anh chị. Hầu ô mai luôn rồi. Bên đây còn 4, bên đây còn 2. Một bên còn 4, một bên còn 2 là lớn luôn nào. Chào luôn, tối nay đang dùng bộ tay để mà xuống mùa được. Anh chạy cái đường thang tạng kia nè. Xuống nè, một trình thang chơi đàng hoàng quá ha. Một anh thì dịnh tóc tay của bạn, một anh thì nằm cấu nách bạn. Tỷ số 1 điều dành cho hai đội. Anh lên bụng cái bụng anh giùm em được không? Nó xứt nước máu rồi kìa. Rồi trời, cái bờ bụng anh như cái bờ ruộng gì nè. Đổi trò chơi, lên đây nè cả nhà. Này, mỗi trò chơi cái lúc này mình tuổi đây là 3 thành viên mình chơi rung chung vàng nha. Chỉ 3 lượt thôi, anh nào mạnh nhất mình là chơi rung chung vàng. Thiên Linh tuổi cho em 3 thành viên tập trung về cầu màu vàng cho nên mình chơi rung chung vàng. Anh chị đến từ Tài Thành Phát tuổi cho em 3 thành viên tập trung về cầu màu xanh lá cây cho nên mình chơi rung chung vàng nha. Nam chơi trước. Rồi cho 3 lượt thôi cả nhà. Sau 3 lượt này mình sẽ đến với trò chơi cuối cùng chung kết tặng quà dành cho hai đội giùm em luôn. Ba người, anh nào lên chơi đâu? Anh lên đi anh Võ Tổng với em nè. Anh Võ Tổng lên. Anh Cường, dạ chị. Em là Thúy Kia nha. Anh Cảnh lên cho Liên Cảnh. Đúng không chị? Anh Cảnh lên Liên Cảnh. Anh Cảnh là nào đâu? Anh Cảnh. Anh Cảnh hồ. Anh Cảnh lên cho Liên Cảnh. Nắm hai tay vào khen giùm em. Anh Cảnh té rồi kìa. Anh Cảnh suy, anh Duy hả? Anh Duy suy sụp kìa. Kéo đi anh, kéo vô.
kéo cái khoang giùm em là được. Chồng bên mình lựa ảnh như là bức tranh trừu tượng gì chờ. Non xanh nước biếc đầy đủ hết trơn nha. Anh lên luôn, đúng anh lên luôn đi hợp luôn rồi đó. Anh nắm ba tay vào khoang giùm em kia ca, một tay dịch thang, một tay cầm khoang. Người nào chạm vào cái chung trước là thắng. 1, 2, 3, ga. Ta thật phát cố lên. Thiên lên cố lên nào. Cái bụng anh đụng cái mắt khoe. Bông hoa Lương quân. Cố lên anh ơi. Lương phương đá. Chúc anh dài. Từ từ, thẳng thẳng. Có chừng cái bụng của mình. Xuống nhà, thua cả anh ơi. Chồng anh em rửa đẹp trai mình sẽ dở nghe thua. Anh đu lòng thòng con chỗ gì nè chờ. Anh vô bờ đi. Lượt tiếp theo, tới anh em lên nè. Anh này là anh Duy đúng không? Anh Duy đúng không chị? Ai nói với anh Duy? Anh từ từ nghe. Rồi, chồng. Công ty tự hào cho anh tặng thằng khác mãi đỉnh. Tiếp tục, anh này lên. 1, 2, 3, ga. Bên tặng thằng khác anh là tiếp theo. Chè. Em thấy anh Duy hơi buồn nè. Xuống nhà, thua cả Duy ơi, xong rồi anh ơi. Phần quà bất kỳ anh đang chứa mình cho dầu Phật Linh nha. Dành trọn trên Duy. Tiếp tục được cuối cùng ai lên đâu. Bên tài thành thái của mình ngày hôm nay ai là thiết thì cả nhà kêu xin một tên. Tên ảnh được không? Anh Toàn. Anh Toàn lấy đi anh Toàn. Anh thích hiểu đó hả? Sao mới đây anh Toàn sao tự nhiên đi chen giấu cái trái bích trong bụng anh chi vậy? Anh Thúy Toàn. Nắm ba tay vô quen giùm em. Anh lên, bên đây anh lên, tài thằng Phát. Rồi em nha. 1, 2, 3, ga. Tài thằng Phát cố lên tự hào về tài thằng Phát. Từ từ em cẩn thận nè. Sau lần này mình chưa quên lộn được tập cái sẽ tặng quà cho mình luôn nha. Xuống nhạc, anh đang xiết hay gì ạ? Không là trần. Anh chơi chưa? Chẳng xuất hiện một vị thần như này chờ. Tài thành phát mãi đỉnh từ điểm cho tài thành phát. Bây giờ nè, tất cả các chị cùng nhau tập hợp cầm màu vàng và sẽ lấy cây đêm cho mình chơi một trò chơi nữa. Trò chơi được mang tên là bơi lội đồng nội nha. Rồi, cùng nhau tập hợp cầm màu vàng màu xanh lá cây ở giữa mương giùm em. Trò chơi chung kết. Sau trò chơi này Khánh Hoàng tổng có số điểm và sẽ được mời đoàn của anh chị đến từ tài thành phát cùng nhau đi bắt cá luôn ha cả nhà. Rồi, Thiên lên nơi cùng nhau tập hợp về cầu màu vàng để em cho mình chơi trò chơi cuối cùng. Gọi cả cầu giùm em. Mình chụp một tấm hình làm kỷ niệm cho công ty của mình luôn nha. Xin được mời tất cả các bạn đến từ trường Trung học cơ sở Vị Thủy cùng nhau tập hợp cái đây chuẩn bị đồng hành trò chơi cùng với siêu hoàng phát nha cả nhà. Gọi cả cầu, gọi cầu em cho mình chơi trò chơi cuối cùng nè. Nắm chặt tay lại, em đếm 1, 2, 3. Phòng chúc mừng bơi thật nhanh về trên sân khấu. Đội nào lên trước hết thành viên là thắng. Để đảm bảo công bằng, mỗi được chơi cử và giùm em tổng cộng là 8 thành viên. Bên tàu thành phát có đang xuất hiện là 8 người. Bên Thiên Linh hỗ trợ em 8 người luôn nha. Rồi 8 người là được. Rồi nhanh lên tranh thủ nè. Anh chị nói từ chị Châu cũng như anh Cường khi nãy giờ mà có đợi hơi lâu, thông cảm giùm em nha cả nhà. Thông cảm giùm em nha chị. Có cần chơi được trên này nữa liên hệ em cho mình chơi nữa. Thông cảm giùm em nha. Rồi ga giùm em nha anh chị. Rồi ga luôn, ga luôn. Thiên 36 người đi giùm em là được, 6 người nữa. Thiên Linh ơi hỗ trợ cho em 6 người nữa là được đó anh chị. Dạ rồi 6 người nữa giùm em. Trời chậm luôn. Rồi ga luôn, ga luôn. Em tiến 1, 2, 3 cùng nhau phóng xuống mương 8 người, mỗi bên 8 người. Mỗi bên 8 người giùm em. Đội nào lên trước 8 thành viên là mình thắng được không? Ok chưa? 2, 4, 6, 7 thêm một người nữa. Anh Duy ra đi anh Duy. Anh Duy ra luôn. Chuẩn bị nào. Thí gì? Thí gì ra đi thí gì? Ok, công ty Thiên Linh ơi, tài thằng Pháp ơi, đội nào bơi và sân khấu trước là thắng ngay trên cánh quạt sẽ bay cồn ha. Hỏi ba vương tướng sĩ, hãy cho ngồi chống chặt cái trận chiến cuối cùng này. 1, 2, 3, cho come on. Đội nào thắng quân trò chơi bơi lội đồng đội, ôm về cho mình phần quà 30 tỷ đồng. Cùng tài trợ bởi ban lãnh đạo công ty đến từ tài thằng Pháp và cũng như sự xuất hiện của ban lãnh đạo công ty đến từ Thiên Luân. Con người
Ok, chúc mừng đội chiến thắng ở đó.